Đây cái bảng user này. Đó. Ví dụ như này. Trong trường hợp à mà hình như tôi dạy cô lệnh insert rồi đúng không? À rồi ok. Thế vậy thì chúng ta sẽ chuyển sang cái logic làm trên giao diện chúng ta để làm cái insert như thế nào luôn. Chúng ta mở lại cái file index.php đi. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở trong này chúng ta có một cái bảng đúng không? Tôi sẽ thêm vào đây một cái thẻ TH nữa. Đó là cái thẻ về insert cái lệnh này là thẻ A này, href create.php. Ở đây là có add employee. Ở bên dưới này thì chúng ta có thêm cái sinh ra cái TR TD, trong này có cái thẻ A href bằng remove. Ở đây đây là product chứ. Add product. Đây là remove trừ product.pp hỏi chấm id bằng với cái lệnh echo của cái product id này. Và đây tôi viết là chữ remove. Đó. Bạn add thêm cho tôi hai cái phần này vào. Một này. Hai này. Add thêm vào. Sau đó chúng ta sẽ code tiếp. Xong chưa? Một cái là thẻ A link sang file create.php, một thẻ A link sang file remove product.php với tham số đường dẫn là ID bằng cái ID của cái product hiện tại. Được chưa? Xong chưa? Rồi, bây giờ chúng ta chạy lại cái project của mình. Localhost sược K31B2 sược L57. Đây, thì chúng ta thấy nó sinh ra thêm cái add product và remove cái mode remove đúng không? Đó. Bây giờ khi chúng ta bấm vào cái add product này thì nó sẽ báo là not found, tức là file create.php của chúng ta chưa tồn tại. Đúng chưa nhỉ? Thì chúng ta sẽ tạo mới cái file ra. Create.php và code PHP trong này. À mà quên, trong này chẳng cần PHP. Trong này chúng ta sẽ viết code HTML. Và ở đây chúng ta sẽ để ở đây một cái form có action bằng save trừ create.php method bằng post. Post hay get thì tùy chúng ta. Chúng ta thích đặt là post thì đặt, mà góp đặt là get thì đặt. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành tạo ra các cái field tương ứng với những cái dữ liệu sẽ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Ví dụ chúng ta check lại cái cơ sở dữ liệu của mình trong cái not win đúng không? Not win này. Table product chuột phải. Design table đây. Chúng ta có những cái field như này. Product ID, product name, supplier ID, category ID, quantity per unit, unit price, unit in stock, unit on order, reorder level và discontinue. Được chưa, như thế này. Thế bây giờ chúng ta phải làm cái form là fill đầy đủ những cái cột ở trong này vào. Đầy đủ chỗ để fill vào. Và chúng ta đặc biệt phải lưu ý cho tôi đến cái thằng not null này. Cứ cái thằng nào được đánh là not null, trừ thằng là primary key ra. Và primary key có cái auto increment đấy. Trừ cái thằng primary key này ra thì thằng nào cũng phải bắt buộc người dùng nhập cái dữ liệu của cái cột tương ứng vào. Được chưa? Không nhập vào là không insert được đâu, nó báo lỗi ngay. Bây giờ chúng ta có gì? Đầu tiên là product name đúng không? Viết ra, viết rồi. Copy product name, product cách name. Hai chấm là một cái thẻ input, type bằng text, name bằng product name luôn. Sau đó tôi có một cái thẻ br. Tiếp theo đến supplier ID.
tôi viết là supplier và name tôi để là supplier ID, input time number. Tiếp tục đến thằng category ID. Đây là category. Đó. Quantity per unit. Quantity per unit. Đấy. Unit price. Unit price the number. Unit price. Unit in stock. Unit on order. Keep being quiet. Unit on order. Reorder level. Reorder level. Và discontinue. Chúng ta để ý này. Tùy thuộc, nãy giờ chúng ta để ý cách tôi làm ấy, là tùy thuộc vào kiểu dữ liệu thì chúng ta có những input hay cái text area nó phù hợp. Được chưa? Ví dụ như kiểu cái thằng discontinue này thì chúng ta nó là kiểu dữ liệu của nó là gì? Bit. Cho nên chúng ta sẽ phải để kiểu như kiểu cái input như này. Input time checkbox name bằng discontinue value 1. Nếu có thì bằng 1, thì có thì nó sẽ 1, gửi cái giá trị 1 lên, còn không thì thôi. Và cuối cùng chúng ta br xuống và chúng ta có cái button. Button time submit save. Đó, đấy là toàn bộ cái form của chúng ta. Tùy thuộc vào những cái dữ liệu của chúng ta sẽ có những cái giá trị tương ứng và những cái cột để điền dữ liệu tương ứng. Không chưa? Lâu phết đấy, nếu mà các bạn làm không quen cái này nó chạy khá là chậm, làm viết khá là chậm. Đấy, đây cái form. Sau này chúng ta sẽ bao giờ chúng ta có thời gian thì chúng ta sẽ chuyển cho tôi cái phần này sang thành ốp thêm cái bootstrap vào làm giao diện cho nó đẹp.
không nhỉ? Cút nhanh vậy. Thường thường những kiểu dữ liệu chúng ta thường gặp nó sẽ là va chạm, thường thường với input đấy, int thì sẽ là input đúng không, bit thì thường bit hoặc là finding in. Finding in thì thường thường nó là checkbox input hoặc có thể chuyển sang là radio button đó. Còn kiểu dữ liệu là text thì chúng ta hay để là text radio đó, d thì input d. Một vài cái chúng ta nên để ý. Sách vở đâu? Mình. Nốt ra. Được chưa? Xong cái form chưa? Rồi. Nhưng mà thực tế ra chúng ta khi mà chúng ta làm xong thì trông giao diện nó sẽ sơ khá là xấu, bởi vì chúng ta chưa có style stick gì cả. Ngoài ra chúng ta lưu ý này, có một cái vấn đề mà sinh viên rất hay gặp phải khi mà bắt đầu mới học cơ sở dữ liệu cũng như là bắt đầu mới code về web động như thế này, thì chúng ta lưu ý trong cái cơ sở dữ liệu của chúng ta nó có cái ví dụ như cái cột kiểu dạng có đuôi là ID như này đúng không? Thì thường thường những cái này nó lấy dữ liệu từ những cái bảng có thật, những cái dữ liệu có thật như customer đây. Mỗi customer sẽ có một cái ID nhất định. Đúng không? Mỗi cái ID, mỗi cái customer nó sẽ có một cái ID. Thì chúng ta ở trong product này, các bạn để ý cái supply, cái category ID ở đây, nhầm xin lỗi các bạn. Category chứ. Category đây. Đây nó như này. Các bạn nhìn thấy ID 1234 không? Được chưa? Thì chúng ta thường thường ở khi mà insert dữ liệu vào trong những cột như này thì chúng ta phải insert những cái dữ liệu mà nó đang có thật. Nó đang có thật ở trong cơ sở dữ liệu này ở bảng tương ứng. Biết vì sao? Ví dụ cửa hàng các bạn đang bán thịt, bán cá, bán rau, bán đồ biển chẳng hạn, đúng không?
Nhưng sau này tự nhiên có một cái biến cố gì đấy, các bạn không bán những cái sản phẩm đấy nữa, đúng không? Thì các bạn xóa cái danh mục đi, thì toàn bộ cái số sản phẩm thuộc cái danh mục đấy cũng tự động bay luôn, các bạn đỡ phải xóa một tay. Đấy là một cái. Cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta đưa cái mỗi một sản phẩm vào nhóm vào trong một danh mục ấy, thì sau này sẽ giúp người dùng tìm kiếm và lựa chọn nó dễ hơn, đúng không? Khi ví dụ như kiểu các bạn vào cái gì nhỉ, Lazada chẳng hạn, như thế này, Lẩu Thê, bạn rất chậm đây, quan thế, cái này nó chính là cái danh mục sản phẩm, đúng chưa? Đây là cái danh mục sản phẩm. Thế làm sao tôi biết được những cái sản phẩm nào nó có trong cái danh mục này? Thì các bạn bấm vào, ví dụ kẹo sô cô la này, được chưa? Các bạn sẽ nhìn thấy toàn bộ ở đây là những cái sản phẩm thuộc về cái danh mục đấy. Nhưng mà dựa vào đâu để mình biết được cái danh mục này là như thế nào? Thì cực kỳ dễ như sau. Ví dụ tôi muốn tìm tất cả các sản phẩm thuộc về cái danh mục là seafood, tức là cái danh mục ID số mấy đây? Số 8 đúng không? Ở trong cái mớ sản phẩm này thì tôi sẽ tạo ra một câu query, tôi gõ như sau này. Select sound from product where category ID bằng mấy? 8. Đấy, nó lòi ra tất cả những cái sản phẩm thuộc về cái danh mục seafood của chúng ta. Được chưa? Đó, đấy là lý do vì sao mà chúng ta ở trong cái bảng product này, ở cái cột category ID và supplier ID này, thì chúng ta phải điền vào đây những cái giá trị nó là cái ID tương ứng ở trong các cái bảng liên quan đến cái sản phẩm này. Được chưa? Nhưng mà hiện tại chúng ta chưa lấy, chúng ta cứ để đây. Nó là tech đã, để chúng ta hiển thị được dữ liệu đã. Các bạn ra giao diện chưa? Rồi, thế này. Sau đó chúng ta điền dữ liệu. Như này, chúng ta điền dữ liệu. Nếu bây giờ submit thì nó đi đâu nhỉ? Nó sang cái bảng set. Bảng. Nó sẽ sang là save create.php. Bây giờ chưa có thì tạo ra. Tạo file save create.php ra. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành là thu gom toàn bộ dữ liệu được gửi sang từ file. Thì chúng ta sẽ có là có gì? Ví dụ product name này đúng không? Tôi sẽ có biến là product name tương ứng bằng đô la gạch dưới gì? Post của cái thằng product name. Tôi chưa check track nên tôi chưa kiểm tra là nó có điền dữ liệu hay không, hay nó có tồn tại hay không, kệ tôi cứ lấy đã. Đây là trong chúng ta test trong trường hợp là normal case, tức là cái trường hợp mà làm kiểu dạng là hoàn thiện, người ta điền tất cả các dữ liệu vào cho chúng ta. Supplier ID tiếp này. Rồi. Xong đến category ID. Duplicate lên. Đó. Rồi thì quantity per unit. Rồi. Unit price. Rồi thì unit in stock. Rồi unit on order. Reorder level. Và cuối cùng là cái gì? Discontinue đúng không? Discontinue. Cái này thì nó hơi đặc biệt như sau. Các bạn lưu ý. Cái thằng input time checkbox này. Có một cái lưu ý. Đó là khi chúng ta tích vào, ví dụ nó cái giao diện nó trông như thế này không? Khi mà chúng ta tích vào như thế này, tức là ở trong cái thẻ nó có dấu tích ấy, thì chúng ta submit thì nó có lên, nó lên dữ liệu value bằng bao nhiêu thì nó lên bằng đấy. Và chúng ta lấy value đấy ra bằng cái A, bằng cái name của cái input này. Nhưng mà nếu trong trường hợp đây, tôi sẽ tiến hành là tôi va đâm cái discontinue này ra cho các bạn coi. Va đâm này, đô la discontinue đúng không? Đây này.
Xếp xuống. Bây giờ tôi submit nhá. Giá bằng 1 đúng không? Nãy tôi viết cái giá trị trong form của nó bằng 1 thì nó lên, nó gửi lên nó bằng 1. Nhưng mà nếu bây giờ tôi không tích thì sao? Tôi không tích cái này. Các bạn coi xem nó bằng mấy nhá. Đây. Nó báo lỗi ngay lập tức. Tức là nó không gửi cái name này lên, nó không gửi cái này lên đâu. Thế bây giờ làm sao để sửa cái này? Thì chúng ta sẽ có là if, nếu mà iset của cái post mà có cái continue kia. Nếu mà iset mà có cái thằng này thì chúng ta sẽ set nó bằng cái giá trị của thằng post này luôn, còn nếu không thì chúng ta set bằng 0. Bởi vì bit mà, bit nó chỉ lưu trữ được 0 và 1. Nếu có gửi lên thì giá trị bằng 1, còn không gửi lên thì giá trị bằng 0 luôn, đỡ mệt. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta coi này. Chúng ta reload này, F5 lại là được nhá. F5 lại. Thấy không? Nó bằng 0 này. Còn nếu mà chúng ta điền vào đây, tích vào đây nó bằng 1 này. Được chưa? Đó, đấy là hai cái dữ liệu của chúng ta. Luân chuyển. Tiếp theo là tạo làm gì nữa? Các bước tiếp theo để insert dữ liệu ấy. Đúng rồi, require cái file db.php vào. Tôi xem file này có cái file có biến gì. Đây, biến connect. Khi chúng ta require cái file này vào thì chúng ta đã có biến kết nối đến cơ sở dữ liệu rồi đúng không? Chúng ta phải chuẩn bị cái gì? Đúng rồi, cái biến SQL bằng cái gì? Câu lệnh insert dữ liệu là gì? Mình insert into tên của cái gì? Hả? Tên của bảng. Ờ, tên của bảng. Tên bảng là gì? Ok, product. Gì nữa? Rồi, ok, tên các cột. Price. Nhiều nhỉ? Đây, như ngày xưa bọn tôi thì hay viết như này. Cách nó ra nhìn nó đẹp, nó dễ theo đấy, không cách ra không phát hiện lỗi đâu. Đây như này, lưu ý nhá, cái đóng ngoặc này ở đằng trước nó không có dấu phẩy được, giống như mạng vậy nhá, chúng ta không làm được cái việc đâu, động vào chết ngay.
form, submit lên, thu thập thông tin từ form, tạo thành câu lệnh cơ sở dữ liệu. Tiếp theo đến cái gì? Xong các cột thì đến cái gì? Hả? Ai bảo thế? Đến gì? Insert into các cột xong đến gì? Ai bảo thế? Rồi, một thằng không thuộc bài, không thèm xem lại. Chuẩn bị 30 cái chống đẩy một đứa. Rồi, Thành. Dạ vâng, gì? Công sắp hết thời gian rồi đấy nhá. Tháng 3 thi, lại còn bảo vệ nữa. Xong trong khi đó nghỉ nửa tháng Tết. Tính trong thời gian còn bao nhiêu? Mà bây giờ vẫn còn đang không thèm học như thế này, tôi cũng chẳng hiểu như nào luôn. Nào, nhanh lên. Value. Bỏ ngoặc. Bỏ ngoặc gì? Cái gì? Tôi đang hỏi là cái vị trí này để làm gì? Viết cái gì vào đây? Giá trị gì? Giá trị gì? Mày đã nói bé rồi, mày còn cố tình mày che mồm nữa thì mày ai nói cho nha cái gì hả Thành? Giá trị tương ứng của cái gì? Cái này là cái gì? Giá trị tương ứng của các cột, có thế thôi. Mồm thối quá à? Hả? Không có dối trá gì ở đây cả. Nói là nói, sai thì sửa. Còn ao nè. Thế bây giờ chúng ta sẽ nhét những cái giá trị tương ứng vào đây. Product name này, thì nhét product name vào. Phải đúng không? Đến supplier ID. Đến supplier ID luôn. Thực tế là tôi thích làm kiểu này hơn cho nhanh. Copy cái mớ này, vứt xuống dưới. Sau đó là tôi sẽ thêm mỗi cái một cái dấu đô la là xong, đỡ mệt. Đấy, như này là xong. Này đã chạy được chưa? Đi ra chưa? Không, nhưng nếu sinh ra câu lệnh như thế này thì đã chạy được chưa? Chúng ta copy phát vứt xuống rồi chỏ gạch đầu dòng, tất giữ control kích ở tất cả gạch đầu dòng phát, viết chữ đô la ra phát xong, đỡ nhọc. Xong chưa? Rồi bây giờ chúng ta thử xem câu lệnh có chạy được không nhá. Thằng Tùng kia nó có biết cái gì đâu, toàn chém gió mà. Vadam, cái đô la SQL, câu lệnh làm sao mà chạy được? Xếp xuống này. Sau đó chúng ta tiến hành là reload trang. Đây, nó sinh ra câu lệnh như này. Insert into product này. Đây, như này. Trông cũng có vẻ chạy được, đúng không? Trông có vẻ chạy được. Nhưng bây giờ tôi thử trong DB xem có chạy được không nhá. Query đâu nhỉ? Đây rồi. Đây, câu query của chúng ta sau khi generate ra nó trông như này. Nếu bạn nào rảnh thì thích thì có thể là format lại nó. Còn tôi không rảnh. Rồi. Đây, insert into này. Kéo lui cái này lên phát xem nào. Rồi, insert into này, product, các cột này, value này, trông có vẻ chạy được. Run. Đây. Nó loài cái lỗi ngay lập tức.
Bởi vì khi mà những cái cột, chúng ta lưu ý cho tôi, những cái cột ở trong bảng ấy, chính xác, nó vào thiếu swing là đúng rồi. Nhưng mà những cái cột ở trong bảng này, các bạn để ý này, những cột nào kiểu dữ liệu là va chạm hoặc là tích nhá, những cái cột nào là va chạm hoặc là tích thì chúng ta phải viết như thế này nó mới đúng này. Đúng không? Trong này nó như này nó mới hiểu được là va chạm. Còn nếu mà chúng ta viết kiểu kia nó không hiểu đâu. Đây có mỗi cái quantity per unit ở đâu, product name này, quantity per unit nữa đúng không? Đây quantity per unit là ngay cái này đúng không? Như này nữa, thử cái chạy luôn đúng không? Tức là chúng ta phải thêm hai cái phẩy ở vị trí của thằng product name và thằng quantity per unit. Đây tôi thêm vào đây, đây một cái phẩy, đây một cái phẩy nữa này, xếp xuống giờ mới chạy được. Chỉ viết thêm như này thôi, nhớ là cái thẻ swing ở ngoài của chúng ta là hai phẩy, còn swing trong này là một phẩy thì nó mới chuyển thành dạng swing ở trong cơ sở dữ liệu, không là tẹo vậy. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ tiến hành là stmt bằng connect trỏ đến prepare cái câu SQL chúng ta vừa nạp vào. Sau đó là stmt trỏ đến xq và tiến hành là header location bằng index.php. Xếp xong rồi điều hướng về luôn. Được chưa? Thử cái nhá. Xếp xuống cho nó thử này. Tôi back lại cái giao diện kia, tôi reload lại, tôi viết vào đây. Ví dụ đây là Minh Tổ. Sản phẩm Minh Tổ. Lái. Supply ID 1, category 2, quantity per unit là 1 thằng 1 xe. Đấy, unit price là 2000. Unit in stock là 1, unit on order là 1, reorder level 1, discontinue. Xếp xuống. Đây, chúng ta thêm insert dữ liệu đây. Mình tổ lái. Đúng không? Xóa đi. Ồ, làm xóa chưa làm. Ok. Làm xóa thì làm xong. Được chưa? Đây là cái cú pháp khi chúng ta thực hiện cái hàng giúp chúng ta, cái cổ tổ hợp code giúp chúng ta insert dữ liệu vào trong cơ sở dữ liệu. Tôi sẽ up cái này lên Smart Git. À, lên GitHub, các bạn ngó lên đấy mà xem. Sau đó chúng ta sẽ làm tiếp cho tôi phần thêm về employee. Lesson 57 nhá. Các bạn làm tiếp cho tôi phần employee, bởi vì chúng ta đã có danh sách employee rồi. Bây giờ chúng ta tiến hành là insert dữ liệu vào trong cái bảng employee bằng giao diện. Tôi cho các bạn thời gian từ giờ cho đến 3 giờ để làm. 3 giờ không làm được thì chống đẩy.
code lên rồi, làm cho tôi phần thêm dữ liệu cho thằng employee này, thêm một bản ghi nữa. Không có trống chiếc gì cả, làm đi. Những cái việc này nếu có nghiên cứu thì nghiên cứu ở nhà, lên lớp của đại học này mới cười thật. Cái này tách biệt xong cứ kêu sao em rốt không làm được, tôi cần gì mấy cái trống đẩy cơ. Làm cố mà không ngủ ngủ. Bà đã lên rồi mà bà bắt đầu chạy ở bà lên chưa? Nè, nó vẫn còn chấm đỏ này, tức là chưa lên tín hiệu. Tao chưa nghe đi nè. Bảo cho tôi xem một lỗi vì sao. Sao vì sao? Cô dịch cái câu mà ở đây. Gì không tìm thấy file. Dịch hết đi xem nào. Nó còn một đoạn đằng sau thôi kìa. Rồi, đấy. Còn đoạn trên là gì? Mở ra. Bật trong một trong hai cái. Đấy. Đoạn trên là gì? Mình đang làm cho file nào? Nhìn. Nó đang báo cái gì đây? Đường dẫn của file nào đây? Hả? Đang đọc đường dẫn của file nào đây? Ừ, trong sang lớn năm năm rồi mở cái sang lần tay cạnh sang lần tay đấy đang sửa trong cái mục array nào tiếp đúng rồi mở cái lần năm năm ra
đấy, mà đổi tên nó còn đâu, làm sao lên được, mà hiểu chưa bạn? Và copy toàn bộ nội dung của thằng này, mở ra, mở sang bên kia. Cô mà là con trai thì đọc cho cô mấy lần rồi. Mở cái này ra, căn chung A, căn chung C. Đấy, bật vào đi bếp này, tắt cái này đi, tắt đi. Ok, chia trước. Đấy, tắt cái này đi. Tắt. Đâu? Bật đi đấy thì ra. Tắt chung A rồi đấy. Tắt chung B vào. Rồi. Thôi kéo. Cũng lại cái bản đây được. Check lại cái file của tôi xem nó như thế nào. Sửa lại. Mỗi một điều ấy cần mỗi mặt trong đấy cho là mặt dùng từng lỗ nó bù bù trước mặt. Mở cái form ra, copy vào. Bỏ chắc gì đã đúng. Đúng rồi. Kích đúp vào đây một phát là nó tự bôi đen. Tạo lại làm gì nữa. Xóa đi. Không, kích vào đấy, căn chuột chip D. Rồi đấy, sang bên cái giao diện bên kia. Copy cái title kia. Đấy, lại làm sao? Đúng rồi, copy rồi. Kích đúp vào cái tốt em ở dưới, đúng rồi. Về xuống bên này như thế. Đấy. Nó chỉ mất 3 thao tác thôi. Được chưa? Mỏ mất máy thì cái cách nào hàng nó nhanh hơn. Thế đấy là đầu chứ làm ông nào cũng phải chui lên bàn đầu, chui xuống dưới này làm cái gì?
file nó tên là db.php, mình viết chữ db.php vào đấy làm sao nó đào ra được. Bây giờ chữ nghìn nói này. Không nhá. Ông có liệu hồn nếu cũng nghỉ nhiều đi. Sang năm tha hồ mọc bạc. Được chưa? Còn một phút nữa. Có ai bị lỗi thì ới luôn nha. Xong chưa? Chưa xong cũng dừng lại. Vấn đề đã. Chúng ta đã chuyển sang phần update. Làm xong update thì chúng ta sẽ tiếp tục đến đến phần luyện tập tiếp theo. Được chưa? Thì để làm được update thôi, tập trung vào đây. Dừng tất cả mọi việc lại. Tập trung vào đây.
bao giờ học thế phải xem đã, xong rồi xem người ta làm như thế nào, rồi mình ghi chép được gì thì ghi chép, xong rồi lại tiếp tục thực hành. Tiếp theo ở index này, chúng ta vẫn tiếp tục ở cái bên cạnh cái button remove ấy, là cái thẻ A remove ấy, chúng ta duplicate lên, chúng ta thêm là update, sửa thành update product với ID truyền vào, đây là update này. Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ tự sinh ra thêm một cái nút update nữa với ID tương ứng với các cái dòng. Đẩy sang trang là update product.php, hỏi .id bằng bao nhiêu đấy. Đúng chưa? Thì chúng ta tạo mới ra thêm một cái file nữa là update product như này. Và chúng ta ở đây chúng ta sẽ có những cái nhiệm vụ như sau. Khá mệt đấy. Thứ nhất là chúng ta cần phải chúng ta cần phải lấy được data, lấy được dữ liệu tương ứng của cái sản phẩm được chọn. Thế vậy lấy được như nào? Chúng ta sẽ có cái tham số là đô la ID bằng với cái đô la gạch dưới gì? Get import. Get của cái ID đúng không? Sau đó giống như cái thằng remove ạ. Ông chưa tôi chưa làm gì. Đây, giống như thằng remove này. Thì lại copy cái mớ này. Require1db này, SQL bằng tôi không sửa dùng cái đoạn này. Select sound from product sc where product id bằng cái tham số id nhận được. Sau đó là prepare sql và tiến hành là cái biến product nó sẽ bằng cái model cái stmt trỏ đến fetch và chúng ta tiến hành là va đam thử ra cái product này xem như này. Như này. Được chưa? Fetch ra. Cái fetch này nó khác với cái fetch all. Cái fetch all là lấy ra nhiều dữ liệu, tức là nhiều phần tử trong mảng. Nhiều phần tử trong DB và xếp thành một mảng. Còn cái này nó chỉ lấy ra một mảng thôi, mảng đó là mảng về dữ liệu, ví dụ thằng ID 20 này nhá. Sao lại update.php ta? Chờ tôi chút. Index. À tôi biết sai. Update product. Đây, chúng ta nhìn thấy không? Nó là một mảng chứa một dòng. Một dòng trong cơ sở dữ liệu. Ví dụ tôi sửa cái này thành một. Không có gì đúng không? Thế 10 thì sao? 10 lại có. 79. Có. Thế ở đây chứng tỏ một điều là nếu mà chúng ta điền bừa vào đây một cái ID nó không tồn tại thì cái product này sẽ thành false. Đúng rồi. Thì chúng ta sẽ là if nếu mà không có cái product này hoặc là product bằng false thì như này. Thì chúng ta sẽ header location về index.php. Bởi vì không điền ID đúng thì trả về cái trang chủ kệ nó. Được chưa? Thế còn nếu mà đúng thì làm nào? Nếu mà đúng thì chúng ta lại sinh ra cái giao diện trông như này. Copy cái mớ giao diện này vứt xuống. Chỉ khác mỗi cái là như sau này. Khác mỗi cái là ở trong cái input value này. Thì ra tôi echo ra cái thuộc tính là product. Ở cột là product name luôn. Như này. Và tôi hiển thị các giá trị tương ứng. Ví dụ ở đây tôi sẽ check cho các bạn xem. Thấy không? Tôi back lại này. Đây ví dụ Carnarvon Tiger này. Đúng không? Nó điền sẵn dữ liệu đấy. Tương ứng như vậy ở supplier ID. Đây, product name này. Category ID này. Quantity per unit này. Rồi unit price này. Rồi thì unit in stock này. Unit on order này. Reorder level này. Reorder level. Tạm thời dừng lại. Còn cái checkbox này nó hơi đặc biệt. Tí tôi sẽ làm. Thì chúng ta mới đang sửa. Cái này thì chúng ta sẽ sửa nốt. Category ID. Vứt xuống đây. Quantity per unit. Vứt xuống đây. Unit price. Unit on order. Unit in stock này. Unit on order này.
reorder level này. Rồi sao? Bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy những cái dữ liệu của nó. Được chưa? Thế vậy thì còn thằng còn lại, thằng check này sao? Trong trường hợp ID là 18 đúng không? Chúng ta xem cái thằng 18 nó có bao nhiêu. Như nào? Don't save ID bằng 18. Đây, thằng 18 là thằng này. Chúng ta thấy là discontinue nó bằng rộng bằng 0 thì chúng ta không tích đúng không? Nhưng mà nếu tôi để nó bằng 1, không thì tôi để nó bằng 0, tôi sửa thằng 17 đi. 17 thì thằng này bằng 1 đúng không? Bằng 1 đúng không? Đây 17 đây này. Bằng 1 thì nó phải cái discontinue phải được check. Thế làm sao để cho cái thẻ input của chúng ta được check? Sinh ra phát check luôn. Làm nào? Tiến. Không biết. Rồi, tí đã chống đẩy với thằng mình. Hiểu. Đúng không? Check it. Đây như này. Check it. Chúng ta thấy nó check luôn. Bây giờ, thế vậy chúng ta sẽ làm như này. Ở đây chúng ta sẽ có một cái biến là cái biến check it bằng, nếu mà cái product ở cái cột là discontinue, discontinue giá trị của nó bằng 1 thì cái checkered kia bằng checkered, bằng cái đoạn text bằng checkered, còn nếu không thì bằng string rộng như này. Và chúng ta sẽ echo cái checkered này vào trong cái vị trí ở đây, echo cái checkered ra. Thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy được check đúng không? Tôi sang thằng 18 bỏ đi đúng không? Sang thằng 19 chắc là không được check đâu. Và tôi sẽ sửa lại DB của thằng 19 này, đây 17, 18 này, đây thằng 19 này, tôi sửa lại cái này thành 1 rồi xếp xuống để chúng ta xem. Thấy chưa? Đó, sau đó sao? Tôi có thể thay đổi tên của thằng này, ví dụ như tên để là T-time thôi, T-time bánh, ví dụ thế. Tôi viết bừa vào T-time bánh, sau tôi xếp xuống thì tôi lại thực hiện cái việc gì? Submit đi đâu? Đây tôi sẽ submit cho file save update này, .php này, method post này, xong làm sao nữa? Không sao. Xong lại thực hiện lại cái logic này chứ. Đầu tiên là thu thập dữ liệu, sau đó lại tạo câu SQL, sau đó prepare và execute xong thì header. Được chưa? Nhưng mà chúng ta sẽ copy lại cái phần này. Bây giờ chúng ta sẽ xếp lại thành file là cái gì đây? Tôi vừa làm gì ngày mình cùng gì đây? Rồi. Rồi tôi tạo file mới. Save-update.php đúng không? Như này đúng không? Cái page này xuống. Tắt đi. Bật lại. Rồi. Câu lệnh update của chúng ta là gì? Home. Nhanh lên để còn chống đẩy nào. Update cộng tên bảng, xong sao nữa? Set bằng tên cột đúng không? Đây, giá trị thay đổi. Ok, cột đấy. Khó chịu nhỉ. Bằng này. Bình thường bọn tôi hay làm kiểu như này, cách xa nhau ra một chút. Dollar category. Này không có cách nào làm nhanh được. Đành phải chịu thôi. Hết chưa? Không. Còn gì nữa?
Where, thế where đầu đâu ra where? Where cái gì? Where. Where cái gì? Cái gì ID? ID của cái cột này là cái gì vậy? Tên cột là gì? Trong bảng product này tên cột là gì? Trong bảng product này tên cột là gì? Đúng rồi, product ID. Bằng cái gì? Hả? Bằng gì? Đô la product ID. Đấy. Nhưng mà cái biến product ID đào đâu ra? Tạo ra. Tạo ra ở đâu? Đọc cho tôi cái đoạn tạo ra. Đây lên trên đây. Như này à? Product ID bằng bằng post từ product ID à? Bên kia là bên nào? Đây, tạo như nào? Đây. Như này. ID number. Rồi ID như này hả? Gì? Hidden. Cái gần này nữa. Xếp xuống. Và chúng ta nhìn thấy ở dưới cái form này nó sẽ có thêm một cái input type bằng hidden, có name bằng product ID, value bằng 19. Đây 19 này. Được chưa? Và tôi sửa cái tên này. Bánh. Xếp xuống. 19 đúng không? Sai rồi, đúng rồi. Đây hả? Đây cái này có string. Đâu nữa? Cái này à? Ở đâu? Bánh bích quy, bánh bánh trưng. Không được. Lỗi rồi. Sao? Đây này, lỗi này. Thử cái nhá. Thế nên tôi mới bảo là khi mà chúng ta test cái câu lệnh này, chúng ta phải vadam nó ra trước. SQL vadam trước khi execute thì mới biết được là sai đúng ở đâu. Còn không thì cứ ngồi đấy mà chờ. Bánh trưng. Đây, xong copy nguyên cái cục này xuống. Copy vào. Xong mở Navicat ra, mở cái câu lệnh ra. Run thử. Đấy, effect grow giờ mới được này. Hiểu chưa? Back lại. Đây, bánh trưng này. Đây là bánh giò. Ví dụ thế. À chết, tôi chưa bỏ vào đăng. Thấy chưa? Tôi sửa cả giá này. Giá bây giờ là 25.000 rồi. 25 đô rồi. Được chưa? Đấy là cách chúng ta làm cái phần update dữ liệu từ cái index. Xong chúng ta khi mà bấm update thì nó sẽ gửi cái ID lên trên URL. Sau đó thì dựa vào cái ID đấy chúng ta lấy dữ liệu và fill lại vào trong một cái form mới, rồi save cái form đi xuống, submit cái form đấy thì nó lại thu thập thông tin mới từ form và cập nhật trong cơ sở dữ liệu bằng câu lệnh select, bằng câu lệnh update table. Được chưa? Nhớ phải có cái where ID này, không là chết đi nha. Đó, tôi sẽ gửi cái này lên. Update. Làm đi. Hoàn thiện cho tôi cả phần insert lẫn update. Mở cái GitHub ra mà ngồi nhìn. Mày nhìn cái gì trên này nữa? Bây giờ trên này làm gì còn cái gì mà nhìn? Còn cảm giác không muốn học nữa thì nghỉ luôn đi, cho nó sớm chậm.
Chứ ông ngồi đấy tôi cảm giác nó sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của mọi người ấy. Đừng để mình trở thành gánh nặng của những người khác. Bao giờ cũng vậy, nhất là mình là đàn ông.